Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài nữa, bài số 3 về Vim Editor. Thì hôm nay là sẽ có 3 chủ đề chính như là Search, Reflect và một số những cái nâng cao của hai cái này. Hai này khá quan trọng khi mà mình thao tác với Vim. Thì ở đây là mình đã có một chuột để mình demo thôi. Mình thường lại thì mình sẽ mở một file data. Ở đây thì mình đầu tiên là giới thiệu với Search đi. Search ở đây thì là nó sẽ có hai cái kiểu Search. Một là cái dấu gạch chéo khi bạn gõ như này, và hai là dấu hỏi chấm. Đó. Dấu gạch chéo thì là nó cho mình Search từ đầu file đến cuối file, còn dấu hỏi chấm thì nó Search ngược lại. Mình sẽ thử với dấu gạch chéo. Mình sẽ quay về đầu dòng Search những cái từ là ví dụ như là từ app ấy. Đó. Những cái chỗ là được bôi màu vàng này, nó là nó đã được chỉ định, tức là mình tìm kiếm được nó. Ok. Khi mà mình enter thì là nó sẽ trỏ vào cái thằng đầu tiên nó tìm thấy. Bạn muốn di chuyển đến cái thằng tìm thấy tiếp theo thì nó là, sẽ là Ctrl N. Ctrl N. Đó, con trỏ nó sẽ là quay lại lại đi. Ok. Quay trở lại thì là mình muốn bỏ tất cả các dấu vàng này thì mình sẽ bấm chế độ NOHL Search. Đầu tiên là mình phải gõ hai chấm đã, NOH Search Enter. Đấy, khi mà mình đã gõ đây, mình sẽ pin từ app. Ok. Khi mà mình muốn con trỏ chuột đến cái vị trí tiếp theo thì mình di chữ N bình thường, thì là con trỏ cursor nó sẽ là trỏ đến những cái keyword tiếp theo mà có trong file. Còn nếu mà mình muốn quay trở lại với con trỏ trước đó, vị trí trước đó, thì là mình sẽ shift N. Đấy, shift N này sẽ được trỏ lại những cái từ mà nó ngược lại của N. Search này mình sẽ thử với cả hỏi chấm search. Hỏi search, hỏi app. Đó. Thì nó sẽ là search tìm kiếm những cái ngược lại. Gõ N thì nó lại quay ngược lại. Và khi gõ shift N thì nó lại quay đi. Đó. Thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn là reflect thì nó kiểu cơ bản. Ban đầu thì kiểu cơ bản thì mình sẽ bỏ chế độ ở đây thì là chế độ reflect thì mình thử đâu là mình search những cái chế độ nhà ví dụ là thay đổi một số từ đầu dòng như từ app này đi.
là mình sẽ là vào chế độ Control Visual, tức là Visual Block này. Đó, bạn có thể thấy nó ở dưới đây, Visual Block chế độ này. Thì mình thay đổi một số dòng này, Control V và mình bấm phím G thì nó sẽ đi xuống, cứ đi xuống này. Mình thay đổi như từ áp thôi. Thì ở đây mình sẽ xí, khi mà mình đã chọn những cái vị trí mà mình muốn sửa đổi thì mình xí CV. Mình mong muốn là mình thêm một chữ artist thuộc này, bấm phím ESC. Đấy, tất cả những dòng này đã được thêm vào chữ art. Đó, đó là về cơ bản. Về nâng cao thì là có những cái kỹ thuật, ví dụ như là đây mình sẽ thấy là ở dòng số 5 mình muốn đến dòng số 14 thì là mình sẽ reflect những từ app bằng một từ khác để bắt đầu chẳng hạn. Đây, đầu tiên đồng chí sẽ là phẩy này 5 đến 14 thì là phẩy từ 5 phẩy này, 14 này. Đó, khoan đã, để mình tìm cái con chuột chuột này. Mình đang ở vị trí số 5, ok, 5 này, phẩy 14 này và vị trí F này. Chữ áp, mình đánh chữ áp này, muốn thay thế này, lăn đồ này. Mình chú ý enter. Tất cả những cái từ app ở các dòng này đã được thay thế bằng bundle. Các bạn thấy lợi hại chưa? U thì quay lại đi. Đó. Một lưu ý khác đó là khi mình vào chế độ này, mình có hoàn toàn có thể từ dòng đấy mà mình muốn cộng thêm bao nhiêu dòng, 5 đến 16 đi, 5 đến không, 5 đến 14 thì là vị trí là 5 và cộng thêm 9 dòng. Tức là vị trí con trỏ chuột ở mình đang ở dòng số 5 thì mình muốn cộng thêm 9 dòng nữa thì là mình sẽ ghi như này, 5 phẩy cộng 9 S app từ repository cho thay thế bằng từ app đi. Đó, tất cả những cái từ mà từ dòng dòng số 6 7 8 9, đó hình như chỉ có 6 7 8 9 được thay thế thôi, mà mình hơi nhầm lẫn một chút, phẩy cộng 9 có nghĩa nó phải thay thế ở dòng số 14. Ok, à đúng rồi, bởi vì dòng số 14 từ dòng số 10 từ dòng số 9 cho đến dòng số 14 thì chỉ có chữ repository thôi. Mình làm lại với cái chữ app đi, chữ app S này, app này, on đi. Đó, tất cả các từ là từ dòng số có một điều gì nhầm lẫn. 5 7 9, vậy là nếu mà phẩy thì là nó sẽ chỉ đến đấy thôi, còn nếu mà cộng thì nó sẽ cộng thêm gần đấy dòng. Thử xem, 14 phẩy 14 9 đi, 9 F F này, O này. Đó, tất cả những dòng này đã được thay thế bằng chữ O này. Ok, một lưu ý nữa là nếu mà bạn sử dụng dấu phần trăm này, S này, thì nó thay thế toàn file. Còn thay thế toàn file
còn một cái chế độ là bạn có thể là chỉ định từ dòng bao nhiêu dựa vào từ dòng bao nhiêu đến dòng bao nhiêu dựa vào cái chế độ visual block. Ví dụ như ở đây mình sẽ bôi những cái dòng này, mình sẽ là 2.2.s, tức là nó đang hiểu là ngầm hiểu là tức là trong cái khoảng visual block này thì mình muốn thay những từ khóa là ví dụ app này, on này, on này. Tất cả những cái từ app đã được thay bằng từ on. Ok, đó là những cái gì mà mình có thể chia sẻ. Còn nhiều hơn nữa thì có thể các bạn sẽ phải tìm hiểu, tự tìm hiểu. Video này cũng đã khá là đầy đủ, thì các bạn có thể là tham khảo trên những cái trang web về Vim, những cái kỹ thuật Vim, có thể là một số những cái kênh YouTube chẳng hạn, hoặc là Vim tutorial, rất rất nhiều tài liệu. Ok, ví dụ Open Vim đây có khá nhiều những bài tập rồi. Đây như nhiều trang này cho phép mình cho mình luyện để có thể là vận dụng hoàn hảo đi đó. Đây tất cả các bài search text là insert new line này, no là read text letter under cursor này, delete này, visual mode này, real time, real time effects. Ok, video này mình sẽ xin chấm dứt tại đây. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Chào và tạm biệt và hẹn gặp lại.